Rất là ít người biết đến những tác dụng chữa bệnh của cây rau dền tía. Ngoài việc để sử dụng làm rau ăn thì dền tía còn được sử dụng để chữa những bệnh sau đây. Trong trường hợp bị sản hậu thì các bạn dùng lá dền tía, mỗi lần dùng là 40 cho đến 50 gram, cắt nhỏ, nấu lấy nước bỏ bã, rồi thêm gạo nếp để mà nấu cháo ăn dùng để chữa sản hậu. Còn để chữa rắn cắn thì các bạn dùng lá của cây dền tía, giã nát, thêm nước gạn uống, bã đắp lên vết rắn cắn. Trong trường hợp bị chảy máu do sẩy thai thì các bạn dùng rễ của cây dền tía phối hợp với rễ của cây bí ngô, sắc uống để chữa chảy máu do sẩy thai. Ngoài ra thì cây dền tía này có những tác dụng cầm máu rất là tốt trong các trường hợp như là da kinh, rồi là tiêu chảy, lị và chảy máu ruột. Thì trong những trường hợp này, các bạn dùng nước ép chồi non của cây dền tía và thêm đường vào mà uống. Mỗi lần là uống 4 thìa cà phê, uống ngày 2 lần, uống liền trong 3 ngày. Thuốc rất là có hiệu quả.